Từng đòi hôn bất chấp Bùi Tiến Dũng, đây là phản ứng của Tóc Tiên khi gặp thủ môn soái ca. Sau tất cả, Tóc Tiên cũng có cơ hội gặp gỡ cùng với thủ môn hot nhất của đội tuyển U23 Việt Nam sau những lần bị hụt. Vừa qua 14 tháng 3, Tóc Tiên xuất hiện tại một sự kiện do cô làm đại sứ, được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia vào chương trình này, ngoài nữ ca sĩ thì có thêm tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Henie, MC Quang Bảo. Đặc biệt nhất, không thể không nhắc đến chính là thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam, thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tóc Tiên vô cùng quyến rũ trong chiếc đầm đen, khoe vai trần gợi cảm. Nữ ca sĩ cũng đã khéo léo lựa chọn phụ kiện đơn giản là một chiếc túi xách của một thương hiệu nổi tiếng để làm tôn lên nét cuốn hút của chiếc đầm. Sau chiến thắng của U23 Việt Nam, thủ môn Bùi Tiến Dũng được đông đảo mọi người quan tâm, trở thành một cái tên đắt show quảng cáo. Trước đây, khi U23 Việt Nam đang gây bão trên các diễn đàn nhờ vào thành tích mà họ đạt được, thì Tóc Tiên cũng là một trong những fan cuồng nhiệt. Theo đó, cô còn đòi hôn Bùi Tiến Dũng một cách bất chấp. Vì thế mà khán giả nung nóng để biết được phản ứng của nữ ca sĩ ra sao khi gặp người em này. Thực tế Tóc Tiên không hôn như lời khẳng định trước đó mà chỉ chụp ảnh cùng Bùi Tiến Dũng. Sau lần bị hụt thì hôm nay Tóc Tiên cũng chụp được ảnh với người hùng của Việt Nam. Thoạt đầu, cầu thủ Bùi Tiến Dũng khá trầm khi đứng chụp hình cùng những người đẹp như Tóc Tiên và Henie. Nhưng sau khi sự kiện bắt đầu, qua những cuộc trò chuyện với Tóc Tiên, Henie, anh trở nên khá hòa đồng và vui vẻ. Đây là phản ứng của Hòa Minh Di khi được bạn trai đại gia công khai gọi là vợ. Trước những chia sẻ ngọt ngào từ người yêu điển trai, Hòa Minh Di khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi cho biết sẽ sẵn sàng bảo vệ người yêu trước những sóng gió. Những ngày này, Hòa Minh Di đang tham gia chuyến lưu diễn tại Úc cùng người em thân thiết Đức Phúc. Tuy nhiên, diễn biến tại quê nhà lại đáng chú ý hơn. Khi mới đây, bạn trai của Hòa Minh Di công khai tắt tên và gọi cô nàng là vợ trên trang Facebook cá nhân. Kèm theo đó, anh chàng còn khiến cộng đồng fan vô cùng phấn khích. Khi khoe món quà do Hòa Minh Di tặng cùng những chia sẻ không thể ngọt ngào hơn, anh chàng dí dỏm viết, nào giờ có thói quen chỉ khoe đồ mẹ tặng, nay em khoe luôn đồ vợ tặng, chắc là bù cho sự nhớ nhung da diết của mình đây mà. Thank you so much, my darling. Chân dung bạn trai Hòa Minh Di, đây là lần đầu tiên người yêu lên tiếng xác nhận mối quan hệ với Hòa Minh Di và đang được người hâm mộ ủng hộ nồng nhiệt. Lập tức, rất nhiều fan đã chính thức tấn công trang Facebook cá nhân của bạn trai Hòa Minh Di với rất nhiều bình luận chúc mừng. Ngay sau đó, trên trang Facebook cá nhân của Hòa Minh Di đã chia sẻ dòng trạng thái được cho là bảo vệ bạn trai, cô viết, anh à đừng lo cũng đừng sợ, có em ở đây bảo vệ anh mà. Trước đó, khi chia sẻ về người yêu mới với báo chí, Hòa Minh Di cho biết khá may mắn khi một nửa là người tuyệt vời, có lòng nhân ái tri thức và sẵn sàng chia sẻ với quá khứ của bạn gái. Cả hai đang tận hưởng những tháng ngày ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, Hòa Minh Di cũng khẳng định sẽ không tiết lộ danh tính của người yêu mới để tránh những ồn ào thị phi trong showbiz. Được biết, bạn trai mới của Hòa Minh Di là một doanh nhân trẻ và giàu có. Choáng với mức cách xê khủng của sao Việt khi hát đám cưới. Quang Lê, nam ca sĩ Quang Lê từng gây chú ý khi tiết lộ mức cách xê hát đám cưới của mình. Giọng ca đập vỡ cây đàn chia sẻ, bản thân không hề ngần ngại trước việc đi hát tại đám cưới. Thậm chí cách xê cao nhất anh từng nhận được khi hát ở đám cưới là 500 triệu đồng. Một lần khác, anh và ca sĩ Lệ Quyên đi hát ở đám cưới của bạn cô ấy. Gia đình người đó đã tặng anh một chiếc đồng hồ trị giá hơn 200 triệu đồng. Cũng theo lời Quang Lê chia sẻ, ở Mỹ thù lao đi hát mỗi show của anh là khoảng 6.000 đô, khoảng 136 triệu đồng. Còn tại Việt Nam, thù lao trung bình của anh khoảng 80 triệu đồng mỗi show, hôm nào ế thì 50 triệu. Tôi không ngại công khai cát xê của bản thân hay sợ người khác nghĩ mình hát giá. Vì luôn biết bản thân mình đứng ở vị trí nào, Quang Lê cho biết. Trước đây, dư luận từng xôn xao trước thông tin Đàm Vĩnh Hưng được mời hát trong đám cưới siêu sang của con trai nữ đại gia Hà Tĩnh. Với mức cát xê khủng, theo đó Đàm Vĩnh Hưng được trả tới 20.000 đô, khoảng hơn 400 triệu đồng. Để xuất hiện và phục vụ văn nghệ tại đám cưới, anh cũng đồng ý hát không giới hạn theo yêu cầu của quan khách có mặt trong bữa tiệc. Mặc dù ở vị trí ngôi sao hạng A của nhạc Việt, tuy nhiên chính huấn luyện viên giọng hát Việt 2015 từng thừa nhận, anh không hề ngại hát ở đám cưới, vì bất cứ nơi nào muốn nghe tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng, anh đều sẵn lòng phục vụ. Mạnh Quỳnh,
Cũng trong đám cưới, con của một vị đại gia Hà Tĩnh, nam ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh, được mời từ Mỹ về diễn với các dê khủng. Được biết, sau khi hát ở buổi tiệc cưới này, nam ca sĩ đã bỏ túi 10.000 đô, hơn 200 triệu đồng. Hồ Quang Hiếu, nam ca sĩ bản hit Con Bướm Xuân, làm náo loạn các bảng xếp hạng V-pop một thời, từng chia sẻ về tiền cát-xê anh nhận được khi hát đám cưới. Hồ Quang Hiếu cho biết, vào mùa cưới có lúc anh hát ở 10 sảnh tiệc khác nhau trong một ngày. Trước đây khi chưa nổi tiếng, trung bình một ngày là 400-500 nghìn đồng. Hiện giờ cát-xê của nam ca sĩ đã tăng gấp vài chục lần. Quang Hà, nam ca sĩ Quang Hà cũng gây bất ngờ khi tiết lộ mức cát-xê lên tới 450 triệu đồng để hát trong tiệc sinh nhật kết hợp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của một cặp vợ chồng đại gia ở Thái Bình. Theo hợp đồng, Quang Hà sẽ hát 10 bài, nhưng vì khán giả quá sung, nam ca sĩ này đã hát liền 20 bài. Phi Nhung ít khi đi hát đám cưới, nhưng Phi Nhung cho biết nếu đã nhận lời thì cũng không bao giờ hát giá trên trời. Bình thường đi hát được trả khoảng 3.000 đô, đám cưới trả cao hơn một chút là vào khoảng 4.000 hoặc 5.000 đô, dao động trong khoảng 100 triệu đồng. Việc tiền bạc, em trai quản lý nên tôi không có con số chính xác. Lệ Quyên luôn là giọng ca thuộc top cát xê cao nhất hiện nay. Việc đi hát ở đâu, chương trình nào cũng được Lệ Quyên lựa chọn kỹ lưỡng. Chính vì thế, nữ hoàng phòng trà cho biết cô không thích đi hát đám cưới nên hát giá cao để từ chối. Tôi từng được mời hát đám cưới thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã nói với họ là không hát. Còn nếu hát chỉ hát với giá rất cao, tôi hát giá 15.000, hơn 300 triệu đồng để họ từ bỏ ý định, ai ngờ họ đồng ý luôn. Hoài Linh luôn được khán giả yêu mến và là cây đa cây đề, khó có thể thay thế được trong làng hài Việt. Chính vì thế, cách xê đi diện của anh cũng không phải dạng vừa. Vào tháng 1/2016, có thông tin cho rằng cách xê diện đám cưới của nam danh hài lên tới 3 tỷ đồng. Nếu đây là sự thật, thì con số quả là khủng và lập kỷ lục trong làng giải trí Việt. Bất ngờ với cách các mỹ nhân Việt tiêu tiền của người yêu, tiền bạc vốn dĩ là chuyện nhạy cảm, nhất là trong tình yêu, thì theo suy nghĩ và quan điểm sống, mỗi người đẹp Việt sẽ có một cách tiêu tiền khác nhau. Thoải mái nhận sự giúp đỡ từ bạn trai, trước Ngọc Trinh. Chẳng người đẹp nào dám thừa nhận đang tiêu tiền của người yêu, trong khi số lượng này không phải là ít. Cái nhìn khắt khe của những người xung quanh khiến họ cảm thấy e ngại, dù việc nhận hỗ trợ của bạn trai khi bản thân có điều kiện kinh tế không bằng, âu cũng là chuyện bình thường. Vì sau những người trong gia đình, người yêu vẫn được xếp vào đối tượng thân thiết nhất. Thế nên, nói như nhiều người đẹp, thì tại sao phải ngại tiêu tiền của người yêu chứ đâu phải ra đường xin tiền người lạ. Và sự hỗ trợ tài chính từ người yêu đã giúp Ngọc Trinh cùng gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn, chấm dứt những tháng ngày vất vả, đầu tắt mặt tối. Chân dài đến từ Trà Vinh cũng lận lân được một khoản vốn kha khá để bắt tay vào kinh doanh và làm bộ phim về cuộc đời mình. Nhờ sự song sinh đó của người cũ và sự dám chấp nhận của Ngọc Trinh mà đến bây giờ, khi không còn chung đường nữa, siêu mẫu nội y vẫn có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân. Nhận tiền nhưng không tiêu, trường hợp của Harry Won lại khác. Cách đây không lâu, trong một game show, khi tham gia cuộc tranh luận với những người bạn đồng nghiệp về việc có nên nhận tiền của người yêu, nữ ca sĩ đã kể lại câu chuyện thật của chính mình. Theo lời Harry Won, khi còn quen người cũ, cô thường xuyên nhận được những khoản tiền từ anh. Mỗi lần như vậy, ca sĩ xứ Hàn không từ chối, song cô cũng chẳng tiêu. Có khoản nào cô đem lại gửi tiết kiệm khoản đó, đến khi hai người chia tay, cô mang sổ tiết kiệm trả lại cho anh không thiếu một đồng nào. Harry cho rằng đó là việc nên làm và rất ngầu, nhưng với người cũ, hành động đó khiến anh buồn và trách cô là người tính toán trong chuyện tình cảm. Mà không chỉ mỗi người cũ, rất nhiều bạn bè của Harry cũng nói cô không nên làm như vậy. Phản ứng của số đông khiến nữ ca sĩ phải suy nghĩ ít nhiều. Tuy vậy, mọi sự chỉ thay đổi khi cô quen Trấn Thành. Anh là người nói với cô rằng khi một ai đó tặng gì cho cô, nghĩa là có giá trị trong mắt họ và cô hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Thế nên cô không nên ngại ngừng. Từ đó Harry bắt đầu biết nhận và cởi mở hơn trong vấn đề này. Không nhận tiền ngược lại còn cho đi, đó chính là Diệu Nhi, diễn viên hài lớn hơn người yêu anh Tú 2 tuổi. Sự chênh lệch tuổi nghề và tuổi đời khiến Diệu Nhi có phần trưởng thành hơn so với bạn trai. Thu nhập của cô cũng vì thế mà nhỉnh hơn. Ý thức được điều đó, Diệu Nhi tuyên bố sẽ lo cho người yêu đầy đủ. Anh cần điện thoại mới, cô sẽ mua cho anh. Nếu anh Tú muốn có xe hơi, cô cũng sẽ cố gắng. Chỉ cần anh yêu cô thôi, còn chuyện khác cứ để cô tính.
Những lời này chắc chắn không phải là đùa, bởi Diệu Nhi đã rơm rớm khi nói ra, còn anh Tú cũng không giấu được sự xúc động. Quả thật, để tìm được một cô gái thứ hai trong showbiz dám nói và dám làm những điều này như Diệu Nhi là rất hiếm, và anh Tú nên cảm thấy may mắn vì có người yêu luôn yêu thương và nghĩ đến anh nhiều như vậy. Kim Lý từ chối cởi trần trước bạn diễn nữ, không thể nhịn cười khi biết lý do. Kim Lý từ chối khéo cởi áo chụp ảnh cùng siêu mẫu Minh Triều khi nói ra lý do khiến nhiều người trong hậu trường ngạc nhiên. Mới đây Kim Lý vừa tham gia một buổi chụp hình cùng siêu mẫu Minh Triều. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ những người có mặt tại hậu trường, thái độ của nam diễn viên dành cho ekip và bạn diễn khiến không ít người bất ngờ xen lẫn kinh ngạc. Trong khi Minh Triều mặc sexy, khoe hình vòng eo và xăm gợi cảm, Kim Lý lại mặc kín và không chịu cởi chân. Khi được yêu cầu cởi áo khoe ngực và tạo dáng cùng siêu mẫu Minh Triều, Kim Lý đã thẳng thừng từ chối. Anh giải thích: "Xin lỗi, tôi đã có bạn gái nên không thể cởi đồ thân mật với những cô gái khác." Về phía Minh Triều, khi được hỏi liệu cô có buồn lòng hay khó chịu vì bị Kim Lý từ chối, cô vẫn vui vẻ cho biết: "Tôi không giận mà ngược lại cảm thấy thán phục cho cách cư xử tế nhị và hiểu biết của anh Kim." Trước đây, trong các bộ ảnh của mình, Kim Lý luôn tự tin khoe cơ bắp rắn chắc, chuẩn 6 múi, khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Để có được thân hình hoàn mỹ như thế này, có lẽ Kim Lý đã phải tập gym từ rất lâu và có chế độ ăn uống lành mạnh. Kim Lý luôn khoe trên trang cá nhân hình ảnh đi tập luyện gym của mình. Có lẽ chuyện tình cảm của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà gây chú ý rất nhiều trước công chúng. Sau khi đóng chung MV Cả Một Trời Thương Nhớ, cả hai liên tục lộ hình ảnh thân mật, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Dù chưa một lần thừa nhận, nhưng loạt ảnh đi du lịch hôn má xưng hôn thân mật đón Tết cùng nhau đã nói lên tất cả. "Tôi đang yêu một người và tôi hạnh phúc bày tỏ điều đó trước công chúng. Khi ở bên họ, tôi luôn hành xử một cách trân trọng nhất và sẽ không bao giờ làm những điều tệ hại với người mình yêu", Kim Lý bày tỏ trong lần chia sẻ mới đây. Hồ Ngọc Hà rất hạnh phúc khi được bạn trai kỹ tính như vậy. Từ ngày công khai với Hồ Ngọc Hà, anh không còn né tránh báo chí như xưa. Cả hai cũng thoải mái cầm tay nhau, dù xung quanh có rất nhiều ống kính máy ảnh trong một sự kiện 4 tháng 3 vừa qua. Sự ga lăng, chu đáo của nam diễn viên còn được thể hiện qua việc chăm sóc bé Subel.